mời lên đây. Nhưng tôi nghĩ là mọi câu hát hôm nay thì nó đều không thể bằng được cái sự hoan nghênh của mọi người dành cho Hải. Sự có mặt của các bạn ngày hôm nay ở đây chính là một nguồn cổ vũ động viên rất lớn cho Hải Lê Cloud Studio và cộng sự, để bạn ý từ ngày hôm nay sẽ bước thêm một bước mạnh mẽ nữa, phát triển trong nghề nghiệp để làm có thêm nhiều tác phẩm rất là đẹp, rất là ấn tượng và thêm chất của Hải Lê Cloud phục vụ cho cuộc sống. Không biết nói gì hơn, thay mặt những anh em đã từng gắn bó với Hải trong cái quãng đường này, xin chúc mừng và chúc em thành công càng nghe càng thành công. Không biết nói gì, chỉ muốn mọi người nâng một ly chúc mừng cho cái sự gọi là tạm gọi là thành công cho ngày hôm nay. Sau đây thì nó sẽ là một cái bước đệm hay là một cái nền móng gì nữa thì mình không biết, thế nhưng mà nó sẽ là một cái bước thành công tiếp theo của ngày hôm nay.